hóa thành công lớn nhất. Cách để tạo ra một hệ thống bền vững chính là gì? Chính là xây dựng đội nhóm kinh doanh, chính là tuyển dụng. Vậy thì để tuyển dụng được thì cái chìa khóa quan trọng là chúng ta phải xác định được chân dung ứng viên là ai, cách tiếp cận như thế nào, cách tuyển thành công là gì. Và hôm nay ấy, thì em mời tới ba gương mặt. Thật ra chúng ta có rất nhiều người tuyển giỏi trong thời gian gần đây. Mà em mời tới ba gương mặt tuyệt vời. Các bạn ấy sẽ chia sẻ những cái câu chuyện tuyển dụng rất là đơn giản. Thế thì em sẽ kể một cái câu chuyện kể về một chị. Chị này ấy, đó là chị Đào, chị đấy mới đến một cái tiệm quần áo. Chị đấy chuẩn bị mua cái bộ váy để đi du lịch với Oliver. Và khi mà đến cửa hàng như vậy, chị có nói chuyện với lại cái bà chủ bán quần áo này là chị bán có đông khách dạo này không? Chị bảo cũng bình thường. Cái công việc này thì của chị có vất vả lắm không? Cũng vất vả từ sớm đến tối. Thế thì kiếm được nhiều tiền lắm nhỉ? Mà cũng bình thường. Thế bảo em á, em là giáo viên, em có làm thêm một cái công việc online không vốn, cũng có thu nhập được 20-30 triệu mà bây giờ được đi du lịch miễn phí này. Hay là chị làm thêm đi. Thế là bà chủ bảo thế làm thế nào? Hướng dẫn chị đi. Nó mất nhiều thời gian mà không mất thời gian gì cả. Khoảng 1-2 tiếng lúc rảnh rảnh làm bận nghỉ. Thế là sau đó, đó là một chân hai mốt rất lớn sau này mọi người ạ. Và bao giờ anh chị muốn nghe được thật nhiều những cái câu chuyện người ta gọi là về chân dung ứng viên, những cái câu chuyện tuyển dụng như vậy thì highlight để chào đón những nhân vật tuyệt vời của chúng ta. Ok, và đây sẽ là một phần rất hay. Vâng, phần đầu tiên chúng ta sẽ giao lưu với một trong ngôi sao, đó là bạn Bùi Hà, một cựu sinh viên trường đại học ngoại thương, một người phụ nữ rất là thông minh, một bà mẹ bỉm sữa hai con, và bạn ấy cũng đã từng là quản lý cao cấp ở bên ngân bảo hiểm nhân thọ. Tuy nhiên bạn ấy quyết định dừng lại và tập trung vào làm OFM. Bạn ấy có tốc độ phát triển kinh ngạc trong thời gian gần đây. Bạn ấy tăng liên tiếp từ hai chân, ba chân, bốn chân. Đó, liên tiếp trong vòng 3 tháng. Và bao số anh chị muốn lắng nghe một ngôi sao sáng chói như vậy trong thời gian vừa qua. Lắng nghe, trong tuần vừa rồi bạn ấy tuyển dụng và một cái câu chuyện tuyển dụng cực kỳ ấn tượng. Và anh tin tưởng là chúng ta có thể học được câu chuyện đấy để có thể nhân rộng cho đội nhóm của mình. Thì mọi người highlight để cho đón Hà. Xin mời Hà. Nhớ nha, chúng ta sổ bút nha, mọi người ghi lại nha. Hà bật mic đi em ơi. Ok rồi đấy. Một ngôi sao sáng chói trong thời gian vừa qua. Em chưa Một người đang là thần tượng của thấy rất tiếng nhiều người. em. Một người vô cùng dễ mến và rất nhiều người yêu quý. Bạn của chị Hà hình như bị lỗi gì đó. Chị có thể chuyển qua đang được không? Xin chào. 10 tháng tuổi. Và ngày hôm nay sẻ với nhà mình về câu chuyện tuyển dụng tuần qua. Thì tuần vừa rồi thì Hà tuyển được 4 người, chia sẻ công việc thành công cho 4 người. Trong đấy có 2 người làm kinh doanh và một người làm công nhân. Một người làm bất động sản. Người thì câu chuyện mà trong đấy đã một người xin đơn được 400 PP và còn ba anh chị em thì mới ngày hôm qua đang trong quá trình hướng dẫn công việc. Thì câu chuyện mà ấn tượng nhất đấy là câu chuyện gần nhất là vào tối ngày hôm qua. Thì anh cũng đang có mặt ở đây. Đấy là anh Tuyển. Anh Tuyển sinh năm 1990, thì là bạn gọi là đồng nghiệp của chồng của Hà. Thì khi mà Hà đăng một cái bài tuyển lên lên trên Facebook cá nhân ấy, chia sẻ và có để ở cái câu cuối cùng đấy là anh chị em nào mà yêu việc bảo vệ sức khỏe, yêu kinh doanh thì có thể liên hệ inbox trực tiếp cho Hà. Thì khi đấy anh Tuyển có comment ở trên bài viết thì Hà cũng chỉ nghĩ là vui vui thôi. Tức là anh thì chắc là bạn của chồng và kiểu comment để lấy tương tác cho Hà thôi. Đến những lúc đấy thì Hà cứ coi như là thật đi và Hà nhắn tin cho anh. Hà nhắn tin là anh ơi, có phải là anh quan tâm đến cái công việc bên em hay là gia đình mình có ai quan tâm không? Tức là em vừa hỏi anh và em vừa hỏi xem là ở nhà anh có ai quan tâm không. Thì khi đấy anh trả lời là anh làm có được không. Thì bắt đầu Hà gọi điện, Hà chia sẻ. Thì có thể là lúc đầu anh cũng có thể thấy là không biết có làm được hay không. Tại vì cái công việc này anh đang làm kinh doanh ở bên ngoài, phải bán hàng và đây là một cái ngành mới hoàn toàn ấy. Không biết có làm được hay không thì cũng có những cái rào cản. Liệu có làm được hay không. Thì khi đấy Hà có gọi điện trực tiếp cho anh Hà phân tích và rất là thấu hiểu. Nên mình đặt vai là trong cái hoàn cảnh của người nghe của mình thì anh đang là một người làm kinh doanh rất là giống chồng của Hà. Nắng mưa, vất vả, có thể là công việc cũng tốt đấy, thu nhập cũng có thể là vài ba chục triệu,
có thể cũng bằng một người gold, một người sapphire hoặc thậm chí là bằng một người diamond trong Oriflame. Thế nhưng mà cái phong cách sống thì thấy là rất là vất vả. Giống như chồng của Hà thì Hà thấy rất là thương. Tức là thấy là phải nắng mưa vất vả, thậm chí là đi ở ngoài đường nhiều ấy, chứ không có được làm một điều hòa mát ở trong nhà và xây dựng được một cái công việc kinh doanh có thể phát triển được bền vững. Nghĩa là bây giờ mình làm thì mình có, và sau này mình không làm nữa là mình hết. Thì ngay lúc đấy Hà cũng có chia sẻ với anh về Kim Tứ Đồ, về Bảo Trợ Đăng Yên có chia sẻ về việc là mình khi mình xây một cái, bây giờ mình muốn có một dòng tiền 30 triệu một tháng thì mình phải có một bất động sản 10 tỷ. Đấy là con đường thứ nhất. Con đường thứ hai là mình xây dựng một công việc kinh doanh. Thì ví dụ như với Oriflame thì Hà cũng lấy ví dụ anh là em là một người phụ nữ và em có hai con nhỏ và thực sự rất là bận đấy. Ví dụ bây giờ là đang trong hoàn cảnh là bố thì vẫn chưa về đâu và trông hai con, một con đang ngủ, một con đây đấy, mà vẫn có thể làm được, thời gian rất là ít, chủ yếu là buổi tối, tranh thủ buổi tối, ban ngày thì con rất là bận, cho ăn cho ngủ còn làm được. Em mới chỉ tập trung wellness 6 tháng nay và tập trung vào xây dựng đội nhóm kinh doanh mạnh mẽ cách đây 1 năm đó. Chỉ 6 tháng tập trung wellness và 1 năm tập trung xây dựng đội nhóm kinh doanh thì em đã có thu nhập 6 tháng gần đây dao động khoảng 40 triệu và được tặng một cái xe SH miễn phí, rất là nhiều những cái tưởng thưởng cũng như là cái sự tăng trưởng trong công việc, và đặc biệt là mình xây được một hệ thống kinh doanh. Đấy là một điều rất tuyệt vời mà sẽ nắng mưa phải vất vả, và trong những bận rộn thì hệ thống đội nhóm kinh doanh mọi người cũng làm việc vì mục tiêu của mình đó, và mình ở đây là mình đóng góp giá trị vào cuộc đời của người khác đó. Thì gần như cả 4 câu chuyện tuyển dụng của em đều kể câu chuyện giống như của anh Tuyển, em đều như vậy. Ví dụ như mợ của em là một người mà cũng làm kinh doanh, gọi là phần làm công, tự đi làm, tự làm chủ của chính mình, và mợ đi bán kinh doanh hoa quả, và mợ cũng kinh doanh bất động sản, tức là cũng mua đất đầu tư và cũng cỡ phải triệu phú đấy, cũng có khoảng vài chục tỷ gì đó trong tay. Thế nhưng cái cuộc sống, tức là cái phong cách sống cũng rất là vất vả, phải nắng mưa, phải bị rất là nhiều bệnh, đủ các loại bệnh cơ. Và may mắn là bắt gặp Wellness cải thiện thì là một người khách hàng, sau đó Hà gợi ý để trở thành một nhà phân phối. Rồi một anh thì bạn anh là người quen cũ của Hà, cũng làm, đã từng làm Ori và đã từng làm bất động sản, thì Hà cũng nói câu chuyện của Bảo Trợ Đăng Yên, cũng kể như vậy, mợ cũng kể câu chuyện tương tự. Rồi một bạn của Hà là bạn nam giới sinh năm 1992, bạn Tường, không biết là đã vào trong Zoom chưa, thì bạn đang đi làm công nhân và Hà có nói chuyện với bạn, bởi vì hôm vừa rồi Hà đăng lên kiểu, tức là mình cũng hay quan sát mọi người ấy, thì đăng lên hỏi về cái xe SH, thì bạn Tường là bạn làm công nhân ở bên Honda luôn, bạn nhảy vào bạn tư vấn. Thì khi đấy Hà cũng kể về cái công việc bây giờ đang thành công này kia, thì hay là công việc hay lắm, cậu thử có khi là tìm hiểu làm như nào. Thì bạn ấy rất là cũng quan tâm một thời gian, thì hôm qua chốt lại, đấy là bây giờ sau khi nói chuyện thì nhận ra là bạn đang đi làm công nhân, và cuộc sống nếu như 5 năm nữa, 10 năm nữa không thay đổi nhiều, vậy thì tại sao mình không xây dựng một cái công việc mà tất cả những người giàu đều là người có, là ông thử làm công việc như thế này. Thì bạn ấy rất là thích và bảo là tớ cũng muốn là có một công việc như vậy, rồi sau này tớ có vợ thì có thể là sẽ vợ cùng làm nữa. Rồi em Tuyển trong tuần vừa rồi thì đều nghĩ đến hướng là mình làm này, sau này cả vợ mình vào kết nối một cái mối quan hệ. Rồi mợ của em là người phụ nữ mà đang kinh doanh ấy, bất động sản và gọi là bán kinh doanh hoa quả, thì mợ em cũng có hướng là cả chồng vào cùng, tức là tất cả những mối quan hệ của em thì đều hướng là cả chồng vào làm và đều nhìn ra một cái bức tranh tầm nhìn công việc đấy. Thì đấy là cái chia sẻ của em, bởi vì mình cảm nhận được cái nỗi đau của mọi người đang, kể cả rất là nhiều người có điều kiện và cả những người không có điều kiện đang gặp phải những cái nỗi đau ngoài cuộc sống, và Oriflame của mình có thể đáp ứng được những cái đấy. Thì mình cứ mạnh dạn, mình lan tỏa, mình chia sẻ, tuyệt vời, mình đi từ trái tim của mình, thì của những người nghe và những người ứng viên của mình đó. Đấy là câu chuyện của em nhé, cảm ơn cả nhà đã chú ý lắng nghe. Cảm ơn Hà rất là nhiều, mọi người hãy like, cảm ơn Hà đã truyền cảm hứng cho ra, bạn ấy không chỉ tuyển được 4 người mà tuyển được 4 người trong một tuần. Chúc cả nhà mình sẽ có một tuần tiếp theo, và trong tuần này và tuần tiếp theo tuyển dụng thành công cả nhà nhé. Hãy lan tỏa wellness, lan tỏa giá trị sản phẩm đến cho tất cả mọi người. Yes, ok. Và như các bạn biết, Yên kiếm được 400 triệu với một công việc kinh doanh truyền thống, với một công việc bất động sản. Yên nhìn thấy nó vẫn không phải là dòng tiền mà Yên vẫn làm công việc này. Và đó là một cái động lực, đó là một cái mà mọi người có thể dùng nó. Và điều để Yên ra quyết định đó chính là Kim Tứ Đồ. Cho nên mọi người nếu chưa có nghe kỹ cái bài Kim Tứ Đồ thì nghe lại, mọi người sẽ có được cái động lực để có thể tuyển dụng một cách mạnh mẽ. Bao số anh chị đấy sẵn sàng nghe lại cái bài Kim Tứ Đồ thì hay là
để rồi chúng ta một tuần có thể tuyển được 4 người giống như Hà, đúng không? Ok, giờ chúng ta sẽ giao lưu với bạn tiếp theo. Đó là bạn Oanh, một bà mẹ bỉm sữa sinh năm 1995 đến từ Hoài Đức. Bạn cũng có một câu chuyện tuyển dụng rất hay, rất hay. Và chúng ta sẽ lắng nghe bạn Oanh. Vâng, Oanh có thể bật mic được không ạ? Anh bật mic em ơi. Ồ. Em bật mic nhé. Ok rồi. Dạ, xin chào tất cả nhà. Em tên là Nguyễn Thị Oanh ạ. Em sinh năm 1995 và em đến từ Hà Nội. Công việc hiện tại của em bây giờ là ở nhà nội trợ và chăm con nhỏ thôi ạ. Em rất là vui và hào hứng khi mà hôm nay được chia sẻ cái câu chuyện tuyển dụng ấn tượng nhất của em trong tuần vừa qua. Thực ra là tuần qua em có tuyển dụng được 3 bạn ạ. Nhưng mà có một người em ấn tượng nhất bởi vì là em đã chia sẻ công việc nhiều lần và hôm qua là em chia sẻ lại nữa. Dạo gần đây thì nhóm em đang áp dụng cái phương pháp tuyển ấm á, và rất là có hiệu quả. Thì em nhắn tin vui vui cho là dì họ của em. Dì em sinh năm 1992 ạ, tên là Nguyễn Thị Hòa, hiện đang là giáo viên tiểu học. Thì em nhắn tin cho dì em thì có hỏi cái câu mà thực sự là chắc là anh chị em nào mà tuyển dụng cũng nên hỏi câu đấy. Dạo này Covid có ảnh hưởng gì đến công việc của dì hay không ạ? Yeah. Vâng, thì dì em cũng chia sẻ, à bây giờ dì đang ở nhà nghỉ dịch. Thì dì em cũng có chia sẻ thêm là dì em làm một công việc bên công ty mỹ phẩm khác ạ, cũng gần giống với Ori, dì em nói là như thế. Nhỏ bây giờ là đã nghỉ rồi. Em thấy ui hay quá, đúng lúc chia, đúng để mình chia sẻ cơ hội. Em có nói với dì em là ôi hay quá dì ơi, đúng hôm nay cháu đang nói chuyện với dì để chia sẻ một cái cơ hội kinh doanh tuyệt vời luôn. Dì em, mình đang rất là hào hứng. Dì em tạt ngay cho gáo nước lạnh. Ôi bán hàng à? Dì không bán đâu. Em bảo ôi dì ơi, không phải là bán hàng mà là kiếm tiền. Dì em, kiếm tiền thì tao lại thích. Đấy, kiếm tiền thì tao lại thích. Xong em bảo là dì ơi, trước đây cháu cũng chia sẻ với dì rồi mấy lần mà, nhưng mà dì cứ nói bận à? Ừ trước đây cũng bận thật. Em bảo bây giờ dì có thực sự muốn bắt đầu công việc không? Thì dì em bảo nhớ là không bán hàng ấy nhá. Bán hàng là dì không làm đâu. Thế xong em mới bảo dì em là chờ một chút, thì cháu sẽ gửi cho dì cái video này. Và em có gửi cho dì em cái video kiếm từ đâu ạ, và video cấp số nhân do Bảo Trợ Đăng Yên đã chia sẻ. Wow. Em có chờ dì em nghe xong. Em chờ đợi và nghe xong. Thế em hỏi là dì ơi, thì cháu gửi vì dì có nghe được không, thì thấy ấn tượng như thế nào? Dì em à, ui nghe thì hay lắm nhưng chả hiểu gì. Dì em bảo nghe thì hay lắm nhưng mà không hiểu gì. Thế em bảo thực ra nó đơn giản lắm dì ạ. Công việc bên cháu ấy, bán hàng chỉ là phụ thôi. Thực ra là mình sẽ tuyển và xây dựng hệ thống. Thì dì em bảo là trước đây cũng làm bên công ty kia, nhưng mà nghỉ rồi, cũng là như thế. Thế em hỏi lý do, bây giờ bắt đầu đến chuyển sang phần quan tâm khách hàng ạ. Em hỏi lý do là dì ơi, sao mà dì lại nghỉ? Dì do không tuyển được hay do không bán được? Dì em bảo ơ sao biết? Bảo ôi dồi ôi, cháu cũng làm cùng mà dì. Dì em bảo ừ, chả bán hàng được. Thế xong em bảo thế trước đây dì bán như thế nào? Dì em có chia sẻ là thực ra bán thì gặp rất là nhiều khó khăn bởi vì mỹ phẩm ạ. Bản thân dì thì không dùng mỹ phẩm, thì cứ đi chia sẻ thôi, chẳng ai mua cả. Chỉ mua mấy sản phẩm về nhà dùng hoặc là cho người nhà dùng thôi. Thì em bảo ôi cháu cũng giống như dì, trước đây cháu cũng như thế, cháu cũng nghỉ một lần và đã vừa mới quay lại. Thì em có chia sẻ một chút về cái khoảng thời gian em vừa làm. Thì dì em bảo ôi siêu thế, mới làm có mấy tháng mà lương vừa rồi, tháng vừa rồi 10 triệu, 18%. Thì em bảo thế hay thế thì chia sẻ cho dì với. Lại một lần nữa, tự dì em muốn nói là chia sẻ cho dì với. Đây là lần thứ hai rồi. Thế xong rồi em mới bắt đầu, em mới hướng dẫn dì em là thực ra là bây giờ là đi theo quy trình wellness của bên mình nhé. Và em có chia sẻ là nhà em đầu tiên là mẹ em dùng và cải thiện rất là nhiều. Sau đó thì mọi người cứ đến hỏi thăm thôi. Sao dạo này nhìn bà da rẻ đẹp thế? Mấy cả trước đây thấy bà kêu đau lưng, đau dạ dày nhiều bệnh, sao bây giờ không thấy kêu nữa? Bản thân mẹ em thì rất là thật thà và một con người chân chất. Mẹ em chia sẻ từ cái tâm rồi. Ui con gái tôi đã mua cho cái này này, đây này tôi dùng thích lắm. Thế là khách hàng thực sự đến rất là nhiều luôn. Tháng đầu tiên mẹ em cũng đang tham gia, mẹ em cũng đang làm công việc này. Tháng mẹ em bán được rất là nhiều và mẹ em tháng đấy về 15% luôn ạ. Thì em có kể cho gì em như thế thì em bảo, mẹ mày cũng biết bán hàng à? Bảo không, gì đừng gọi để bán hàng đây, chia sẻ. Mẹ cháu đi từ cái tâm thôi, sản phẩm tốt cơ. Thế gì em bảo là ô nhưng mà lại không bán hàng đâu, vẫn câu đấy, vẫn không bán hàng đâu. Thế xong em hỏi thế gì ơi, gì muốn tham gia công việc này phụ thôi thì gì muốn kiếm thêm bao nhiêu thu nhập? Gì em bảo tao làm thêm chỉ kiếm muốn kiếm thêm 5-6 triệu thôi. Thì em có nói với gì em là gì ơi, thực sự mà 50-60 triệu thì cháu không dám cam kết, nhưng mà 5-6 triệu thì cháu cam kết với gì
nếu mà dì làm nghiêm túc thì chắc chắn là có trong tầm tay. Thì dì em bảo là nhớ là không bán hàng. Và không bán hàng. Xong em bắt đầu kể câu chuyện thành công của chị gái em là Bùi Thị Thu Hà. Là tháng vừa rồi chị có được nhận xe SH đấy ạ. Thực sự kể lại vẫn còn hơi xúc động ạ. Em còn nói với dì em là dì ơi, chị Hà cháu còn làm được thì chắc chắn dì cháu mình sẽ làm được. Dì ấy, xong thì em mới hỏi là thế Hà làm thế nào? Em lại một lần nữa nhấn mạnh lại câu chuyện Wellness. Bởi vì đội nhóm em đang đi hoàn toàn từ Wellness. Tất cả các sản phẩm mà bọn em đưa ra cho khách hàng đều với mong muốn là mọi người cải thiện sức khỏe và đi từ cái tâm. Em cũng muốn chia sẻ với dì em là như vậy. Thì dì em bảo ôi thế á, thế thì mày đăng ký đi để cho dì tìm hiểu dì làm luôn đi. Dì cũng thích xe SH lắm. Hay Thực quá. sự thì khi mà em trước khi em chia sẻ với dì em ấy, thì em có mong muốn là như thế này. Bởi vì sản phẩm nó thực sự rất là chất lượng. Mình chia sẻ từ cái tâm, muốn cho dì mình có thêm thu nhập và muốn dì em lan tỏa đến những cái đồng nghiệp của dì, bởi vì dì đang là giáo viên ạ. Và đội nhóm của em thì chưa có giáo viên. Nên em thực sự rất là khao khát. Đội nhóm em có một hệ thống nhiều giáo viên mà nhiều giáo viên ạ. Tuyệt vời. Em chia sẻ đây là hết rồi. Cảm ơn mọi Ok. người ạ. Rất là cảm ơn anh. Một phần chia sẻ hết sức tuyệt vời. Đó, chúng ta thấy đấy. Chúng ta hoàn toàn có thể chia sẻ cho những người ở tầm cao hơn chúng ta, lớn tuổi hơn chúng ta, nhiều kinh nghiệm sống hơn và họ có thể có sự thành đạt hơn bằng bằng cái hiểu biết về cái tiềm năng của ngành kinh doanh này, bằng cái hiểu biết về sản phẩm này. Đây là một sản phẩm rất là nhân văn. Ok, chúng ta đã học được một phần chia sẻ đến từ của anh, đúng không ạ? Đây không phải là công việc bán hàng, đây là một công việc kiếm tiền. Xa hơn là đây là một công việc kinh doanh rất hay, rất hay. Ok, rất là cảm ơn em. Và chúng ta sẽ giao lưu. À, hai bạn đến từ miền Bắc rồi, chúng ta giao lưu với bạn đến từ miền Nam. Yên được nhận rất là nhiều lời muốn chia sẻ ngày hôm nay nhưng rất tiếc thời gian không còn nhiều. À, bởi vì phần cuối lại là phần hay nhất, phần cuối là phần rất quan trọng, phần cuối là chúng ta sẽ học tập. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe một nhân vật cũng rất tuyệt vời đến từ Gia Lai. Vâng, xin mời Hoàng Hương, sinh năm 1991. À, cũng lại là một bà mẹ bỉm sữa và chúng ta giao lưu với Hoàng Hương. Xin mời em có thể chia sẻ với mọi người về cái câu chuyện tuyển dụng tuần qua của em. Em bật mic nhé. Em chào anh Yên, em chào cả nhà. Em tên là Hoàng Thị Hương, em sinh năm 91 và em là mẹ bỉm sữa. Thì hiện tại em đang sống ở Gia Lai ạ. Thì hôm nay em cũng muốn gửi đến cả nhà một câu chuyện mà em cảm thấy là tuyển dụng của em ấn tượng từ đầu tháng đến bây giờ ấy. Không biết bây giờ chị Ngân có ở trong này không, nhưng mà em xin phép được chia sẻ nhé. Tại vì là trước kia thì em tuyển dụng cũng rất là kém, nhưng mà sau khi em nhận ra được cái giá trị tuyển dụng ấy, thì em cảm thấy là nếu mình không tuyển dụng thì mình cũng không thể phát triển hệ thống được. Chỉ dựa vào bán thôi thì mình cũng không có thể thành công bền được. Nên là em quyết tâm em thay đổi. Từ một người bán kém thì em đã bán được rất là tốt. Và từ một người tuyển không được tốt lắm thì em đã làm tốt lên mỗi ngày. Đó, thì cái câu chuyện mà em muốn chia sẻ ở đây là em ấn tượng với chị ấy là vì chị ấy là một người cũng là nông dân bình thường thôi ạ. Chị ấy là buôn bán ở ngoài chợ. Thì gia đình chị là có làm về bún bún và bánh ướt bánh hỏi á. Thì buổi sáng thì thi thoảng em cũng hay ra chợ em mua, thì em hay tới quầy của chị mua bánh ướt. Thì cũng để ý thấy là chị nói chuyện rất là dễ nghe, chị rất là dễ tính. Thì em cũng liên tưởng là công việc ở Oriflame của mình thì rất là cần những người vui vẻ và dễ tính. Thì biết đâu khi mà mình chia sẻ cơ hội này đến với chị thì chị lại nâng cao được cái nguồn thu nhập. Đó, thứ hai nữa là em cũng thấy chị làm. Tại vì em cũng có lần em nhìn thấy tướng đi của chị ấy cũng không được giống như mình, chắc là bị có vấn đề gì về sức khỏe. Thì cái chủ đích của em là muốn lan tỏa wellness, sau đó là chia sẻ cơ hội việc làm. Nhưng mà em lại không biết là chị ấy bị vấn đề gì về sức khỏe, nên là em hỏi luôn là thế chị ơi, bây giờ chị sáng chị bán ở chợ thì chiều về chị có rảnh không? Thì chị đấy là bảo chìa khóa mọi người chị nhé. cũng rảnh. Như vậy chúng ta có thể nhìn thấy chân dung ứng viên rất đơn giản thôi. Người chúng ta mua hàng ngoài chợ là một ứng viên tiềm năng. Chúng ta chỉ cần hỏi thêm là chị bán hàng buổi sáng thế chiều chị làm gì, chị có bận không? Đó, thì chị cũng trả lời thì chiều chị cũng không bận lắm, chiều chị cũng rảnh. Chiều nhà chị làm bún nên là cũng buổi chiều chị cũng hay bán thôi ấy. Đó, thì em cũng kêu là thì em cũng đang có một công việc làm online hay lắm. Chị trước giờ có làm thêm gì chưa? Chị bảo chị chưa. Đó, thì em cũng xin kết bạn Facebook. Thực ra là em kết bạn hai lần rồi, nhưng mà em đi ra chợ về rồi em quên mất cái tên Facebook của chị, em không tìm được. Đó là em ra lần thứ hai em xin thì chị kết bạn với em luôn. Đó, thì sau khi kết bạn thì về cũng để đó, rồi tới tối. Cái tối em cũng gọi, em nhắn tin thì chị chưa rảnh, nhưng ngày hôm sau em gọi điện. Một câu chuyện rất là hay mọi người ạ.
Ngày mai chúng ta đi mua kem, à, chúng ta đi mua gì, à, đi chợ mua rau, mua thịt, mua cá, thì cứ mỗi một người mua cá là một ứng viên, mỗi một hôm mua mở một hàng chúng ta sẽ có rất nhiều ứng viên, đúng không? Ok, và công việc kinh doanh này thì chúng ta chỉ cần có 6 người thôi, tuyển dụng được 6 người, người ta lên 21 là chúng ta là trở thành diamond và thu nhập 100 triệu. Chúng ta tuyển 12 người, người ta lên diamond là chúng ta lên sapphire resident với thu nhập là khoảng 600-800 triệu một tháng và được tặng 24 tỷ và được lên tới 4 chiếc xe Mercedes. Hãy kết nối với 12 người dạy cho người ta lên diamond. Ok, vậy thì em có lời khuyên gì để mọi người có thể tuyển dụng giỏi giống như em? Một lời khuyên gì đến từ chuyên gia? Thực ra thì chúng ta chỉ cần cứ tự tin thôi. Nếu như mà các bạn tuyển giỏi rồi thì cái vấn đề các bạn nâng cao kiến thức là rất là cần thiết. Còn nếu mình chưa tuyển giỏi thì mình cứ học những cái kỹ năng tuyển trước đã. Bởi vì bản thân em là qua từng giai đoạn, chứ em cũng không phải là một người hoàn hảo hay là giỏi từ cái này đến cái kia, mà em cũng phải học từ mọi người. Em thấy những chị nào tuyển giỏi thì em xem lại những cái video, là mình ở trong cái S21 của mình có rất là nhiều cái bài học về tuyển dụng rất hay, nên là em thường hay xem để em tuyển dụng. Đó, thì em cũng, câu chuyện của em cũng chỉ ngắn gọn thế thôi. Nên là